Một vấn đề mà Zika chúng em đang nhận thấy ở đây đó là trong suốt quá trình mà Zika chúng em kinh doanh về ngành âm thanh là còn rất nhiều các anh em hiện tại đang băn khoăn này, đang phải đi tìm những cái câu trả lời cho mình về cách chọn một bộ dàn âm thanh làm sao được phù hợp nhất. Xác hơn là chúng em cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc điện thoại và rất nhiều những comment và câu hỏi về với công ty chúng em là anh muốn tìm mua một bộ dàn để nghe nhạc thì chọn dòng loa nào, anh muốn mua bộ dàn chuyên hát karaoke thì dùng loa nào, và anh muốn có một bộ dàn càng nghe nhạc cả hát karaoke thì nên chọn những dòng loa như thế nào, và không gian nhà 50m², 70m², 80m² thì dùng loa công suất bao nhiêu là phù hợp, hay cũng như là không gian nhà nhỏ 15-20m² thì dòng loa nào phù hợp. Đấy, rất nhiều câu hỏi đưa ra trên, thì ngày hôm nay Zika chúng em sẽ chia sẻ với anh em một bộ dàn cấu hình ngay cạnh em đây, và cấu hình combo karaoke này sẽ đáp ứng và phù hợp cho các anh em cái nhu cầu là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Có thể nói là bộ dàn của chúng ta ngày hôm nay sẽ đáp ứng được đủ những cái tiêu chí cho các anh em, từ nhu cầu nghe nhạc, từ nhu cầu hát karaoke và nhu cầu trưng bày trong không gian gia đình của mình. Đây là bộ dàn VA12, một trong những bộ dàn loa karaoke hát karaoke chuyên nghiệp, chuyên sử dụng trong các quán bar, những phòng hát kinh doanh, nhưng hiện nay Zika chúng em đã đưa về để giới thiệu để phân khúc karaoke gia đình. Các anh em hoàn toàn yên tâm để sử dụng bộ dàn loa để hát karaoke trong gia đình nhà mình nhé. Và còn hơn thế nữa là đối với những dòng loa karaoke VA12 này thì đã được hãng Reebok tinh chỉnh về cái dạng âm thanh ở bên trong, đấy, cũng như là từ con bát đến chép cho đến hệ thống phân tần, nó đã có sự tinh chỉnh để cho tiết âm tách bạch, len ngang lách lách hơn, bát nấn chắc loạn hơn, đấy, để chúng ta nghe nhạc. Còn về cái phần công suất thì đối với cặp VA12 này thì hiện tại nó đã sở hữu cái ngưỡng công suất trung bình là 400W và max là 1200W, là chúng ta hoàn toàn yên tâm để sử dụng với những cái nhu cầu hát karaoke và cường độ âm thanh lớn nặng. Và đặc biệt hơn nữa là với bộ dàn chúng em đang phối ghép đây, chỉ với 4 thiết bị được phối ghép từng bộ chính hãng thương hiệu Reebok thì các em hoàn toàn yên tâm về cái độ uy tín của thương hiệu Reebok rồi, một hãng âm thanh rất nổi tiếng đến từ Mỹ và tất cả đều được sản xuất nhập khẩu từ Đài Loan về, bán chính hãng tại công ty Zika Audio. Với 4 thiết bị thì dễ sử dụng này, cái nhu cầu của bộ dàn âm thanh hay đẹp và đi kèm với nó phải dễ sử dụng thì bộ dàn này chúng em là sử dụng nền tảng đẩy lên vang nên rất dễ sử dụng nhé. Chúng ta chỉ cần bật công tắc nguồn lên và chọn các tính năng và chế độ để sử dụng thôi. Và em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm một của ngày hôm nay và em sẽ báo giá luôn. Đầu tiên là mời các anh em đến với đôi loa VA12 với ngôn ngữ thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, thì dòng loa full VA12 thì nó sẽ có kích thước cho cái dòng bass 30 nhé. Dòng bass 30 thì thường sẽ có kích thước tiêu chuẩn là cao là 60, ngang là 36. Và lối thiết kế mở vát như thế này thì nó sẽ hướng toàn bộ những cái áp lực áp suất âm thanh ra phía trước từ diện cánh phía người ngồi, và chúng ta sẽ kê loa làm sao luôn luôn cái hướng trước mặt của loa sẽ hướng về vị trí chúng ta ngồi để chúng ta thưởng thức nhạc và chúng ta hát karaoke. Và ngoài ra thì đôi loa này các em cũng có thể để nằm, để đứng được, để nằm được, không hề ảnh hưởng đến chất âm cũng như là trường âm của dòng loa cũng như là độ delay của loa nhé. Thì loa này để đứng được, để nằm được, để cho ra chất âm như nhau, và chúng ta cũng có thể để trên cạnh tủ tivi hay là treo với những cái hệ thống ốc treo sẵn ở đây để sử dụng với nhiều những không gian chuyên nghiệp như phòng hát hay là quán bar thì chúng ta treo, còn gia đình thì chúng ta cái đèn trên cạnh. Trừ trường hợp mà không có vị trí để thì chúng ta sẽ có những cái hệ thống treo loa, nó giá treo loa chuyên dụng. Rồi với chất liệu gỗ của nó, anh mới quay lại gần, chất liệu gỗ bạch dương và được ép nhiều lớp vào với nhau để tạo nên một cái thùng vách chắc chắn. Và đặc biệt là chất liệu gỗ này thì ứng dụng vào dòng loa này thì nó có cái độ tiêu âm tốt, độ xốp về cái bề mặt gỗ nên là chất âm ra thì bát rất là ầm, và trên như dòng loa full thì là bát 30 cân bạc trầm dầu thì đánh giọng hát cực kỳ chắc và gọn tiếng. Đấy, và như thông số của cặp loa này thì chúng ta sẽ có cái công suất trung bình, anh mày quay ra phía sau một chút được không ạ? Đây ạ, công suất trung bình của cặp loa VA12 này sẽ hoạt động trung bình là 400W và maximum là 1200W. Chúng ta sẽ sử dụng ở trở kháng 8 ohm và độ nhạy là 98 dB. Model VA12 là sẽ có cầu chạm là new chip một lần và đường link ra, và hai lỗ thông hơi phía sau là dạng dẹp màu, cái màu sắc thì em lại một lần nữa đề cập, màu này rất là hợp với không gian nhà chúng ta trưng nhiều đồ gỗ ạ. Nó đem lại một cái màu rất là gần gũi, thân thiện với người sử dụng. Hai bên đều có dòng chữ logo Reebok, mặt trước là tấm đi căng thép nguyên khối, bên trong có một lớp chắn bụi và lọc âm luôn, và dưới là logo nhận diện thương hiệu Reebok.
Và đôi loa này hiện tại bên Zika của em đang phân phối ra chính hãng là 20 triệu đồng cho cái loại loa full VA12 từ bên trên nắp và tay sách để di chuyển đi rất dễ dàng ạ. Và thiết bị thứ hai ở đây đó là loa siêu trầm, để một bộ dàn âm thanh nghe nhạc hay cũng như hát karaoke hay và tái tạo những giải siêu trầm và nhận những cái giải trầm nhịp trầm tốt thì chúng ta sẽ có loa trầm. Và bộ dàn này em sẽ ưu tiên ghép loa siêu trầm Monster 30. Cái này thì đầu tiên là con bát của nó là màng polyglass độc quyền của hãng được và gân cao su cao cấp. Với con bát 30 này sẽ cho ra công suất là mắc là 600W, thiết kế rất vuông vức, cao là 45, ngang 40, sâu 40, tông màu hệ dáng rất đẹp ạ. Phía dưới là hệ thống chân, 4 chân hộp của nó đứng vững chắc và có thể tăng giảm chiều cao. Và con chân này thì ngay dưới cũng có dòng chữ WeWork để nhận diện thương hiệu và hàng chính hãng rồi. Bản này là bản trầm điện, loa trầm điện thì anh em có thể cắm kết nối nguồn điện 220 vào và lấy tín hiệu qua đường dây hoa sen. Nó có công suất riêng của nó rồi, sẽ lấy tín hiệu qua đường hoa sen của trên con đèn đường Vantage 23 này, sử dụng dây đàn. Hoặc các anh em thêm mua lẻ với giá 4.500.000 đồng, kết nối âm ly đơn tiếng vang lọc đều kết nối được cả. Rồi bộ mic không dây, đó là bộ mic không dây 321 4 dâu sóng quẹt. Riêng về nói về cái tay mic của nó, đây em ưu tiên lắp bộ màu vàng gold cho nó đồng màu với con đèn, cho nó thêm đẳng cấp về cái màu sắc. Tay mic của nó sử dụng pin của nó pin tiểu AAA đi nhá. Nếu mà anh em quan tâm về pin thì những cái pin này anh em có thể mua ngoài tạp hóa, các bác mua ngoài tạp hóa chỉ 2.5 đồng một đôi thôi. Cứ mua một hộp để hát thoải mái hoặc là sắm cho mình những cái bộ pin sạc. Tay mic thì bằng hợp kim nhôm, đầu mic thì là phủ bạc nano. Mic này thì có giá 3 triệu, bước sóng tốt ạ, có cả khóa trẻ em nên là sẽ không sợ mất tần số. Bốn dâu này thì nó sẽ cho cái bước sóng tốt và tiếng rất là thu mic vào cực kỳ gọn, là không bị lẫn tạo bằng nhiều nên có khả năng hỗ trợ tốt cho con đẩy để chống ngủ. Hát thì kín rất là bay bọc luôn ạ, bắt mic hút mic dễ hát, 3 triệu đồng. Và cuối cùng trong bộ dàn của chúng ta ngày hôm nay đó là gì ạ? Đẩy X23 Pro DAC Platinum phiên bản chủ tịch với màu vàng gold rất là sang và đẳng cấp và cái sự sang trọng luôn. Nói về đẩy thì nó sẽ là cái hệ thống xử lý tín hiệu âm thanh đầu vào và cho nguồn công suất ra, tức là xử lý về cái phần echo effect. Tiếng X23 này để tích hợp gì ạ? Tích hợp một mạch làm điện từ thông minh này, tích hợp tại equalizer số này, tích hợp nâng tiếng và tích hợp giải mã DAC, còn chip giải mã DC. DC là từ cái thấp của giải mã đấy. Và có thể sử dụng chip số DSP. Con này thì nó sẽ hoàn toàn có một cái tính năng như một cái hệ thống dàn âm thanh chuyên nghiệp. Đấy, mà trước đây chúng ta sử dụng là nhiều các thiết bị như là đẩy, rời, vang số, nâng tiếng, lọc xì, nén tiếng và quản lý nguồn, giải mã. 4 năm thiết bị chồng với nhau hiện tại đã được tích hợp vào là một để chúng ta dễ dùng hơn này, và khai thác tốt hơn này, và nó đẹp mắt hơn, không bị cồng kềnh. Và quan trọng nhất là chúng ta có ít nguồn thiết bị kết nối điện nên là chúng ta sử dụng nó yên tâm hơn, tránh cái tình trạng cháy chậm xảy ra và tiết kiệm được. Và các bạn này hiện tại bên em đang có giá là 15 triệu đồng, có công suất là mắc 1.200W, có thể đánh những dòng là 30-40, đánh căng nét luôn, không gian trong gia đình và ngoài sân vườn. Và tổng thể cả cấu hình combo này hiện tại đang có giá là 42.500.000 đồng, mức giá hơn 40 triệu đồng. Các em sẽ sử dụng được bộ dàn 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke và trưng bày đẹp nữa. Và nó là một trong những bộ dàn mà chúng em muốn hướng đến và để trả lời, để hỗ trợ tư vấn cho anh em về tất cả những cái nhu cầu và tiêu chí. Và những câu hỏi đặt ra là anh muốn mua bộ dàn vừa nghe nhạc vừa hát karaoke bên em có không? Có, VA12 thì cấu hình này sẽ phục vụ tốt cho anh em. Và anh cũng muốn có bộ dàn đẹp được trưng bày trong không gian này để nhiều đồ gỗ có VA12 này ạ. Và những cái gì anh em đang không biết nên lựa chọn thiết bị gì với hết với nhau thì những cái xu hướng của năm nay để đem lại cái sự tiện lợi, dễ dàng sử dụng và đạt được hiệu quả cao thì chỉ có dùng cái nền tảng đẩy hình vang karaoke như này và tối giản CD nó vẫn là hay. Đấy. Và không để các anh em phải chờ đợi lâu nữa thì Zika cũng đang xin mời các anh em cùng Zika chúng em di chuyển vào trong showroom của Zika, kết nối nguồn điện và lấy nguồn âm nhạc và test nhạc, những test karaoke. Và âm thanh sẽ hay hơn khi các em đeo tai nghe vào nhé. Rồi xin mời các em cùng lắng nghe bản nhạc tận cả kề trên bộ dàn VA12.
môi ôi tuyệt vời. Đêm nay anh bên em thương nhiều, buồn tâm trên cao khuya quạnh trên bộ dàn với cặp loa full VA12. Bộ này thì em đã setup như em đã giới thiệu với anh em rồi. Tổng sẽ có 4 thiết bị được phối ghép đồng bộ, và đặc biệt hơn là phiên bản đánh vang X23 nên là sẽ xử lý phần mềm vang số, nên là ngoài cái việc chúng ta căn chỉnh ở hệ thống các phím trên app nổi ở phía giao diện mặt trước của đây thì chúng ta cũng có thể căn chỉnh những cái hệ mềm nền tảng trên máy tính. Và tất nhiên rồi, với những cấu hình combo các bác anh em mua bên Zika thì chúng em sẽ căn chỉnh hệ thống phần mềm máy tính và cài đặt các chế độ, sau thì chúng em sẽ giao cho anh em để kể đến tận nhà bán ra lắp đặt hay gửi bưu điện đều qua cái quy trình cài đặt setup kỹ càng trước khi gửi hàng đi rồi, nên các em hoàn toàn yên tâm nha. Và bộ dàn này bên Zika anh em hiện tại đang có giá là hơn 40 triệu đồng, các anh em nào thấy hợp lý phù hợp cũng là yêu mến ủng hộ Zika chúng em thì để lại bình luận số điện thoại chúng em tư vấn thêm nha. Cảm ơn các anh em đã theo dõi những video của Zika chúng em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo ạ.